cấp con bự nhất cho bà nội nè. Cái gì dữ vậy? Bự nhất để họ nguội ha. Nóng còn đang nóng thôi, chứ bỏ chén ra đi. Để họ nguội nội nè ăn cá. Gấp cá cho nội nữa. Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tui Tè Vlog nha. Cho Nguyệt chúc cả nhà mình một ngày mới thật là bình an. Thì hôm nay ông xã Nguyệt có hai vợ chồng Nguyệt có đi ra bụi cây nè cả nhà, bụi cây tre ha. Mình đốn cây, đang mình thả vàng. Thì ông xã Nguyệt sáng giờ ông xã Nguyệt đốn cũng được mấy cây rồi. Thì Nguyệt chọn dẹp xong rồi Nguyệt ra tới nè. Anh ơi, chào cả nhà. Nay đúng xe để đằng mốt bò quá thì bò đi. Vàng mốt nó chịu hết nổi nó bò tùm lum. cái cây tre nó dài quá khó gốc á, đo rồi cắt sẵn luôn. Cắt sẵn rồi mình gốc là cây gì là này có 2 mét nè. Dạ, cây 2 mét. Ừ. Vì cái dao gốc nó dễ thôi. Có bụi tre cái thả vàng rồi này kia, có cây cả nhà, có cây xài chuyện xui có chút xíu mà sức hết cái móng giò. Theo dọn dẹp nhà cái thèo giò chiếc xe mà cái chân trống của chiếc xe cái gạt vô móng giò cái của thèo nhẹ cái văng tiểu móng luôn. Lúc này là chịu thua rồi đó, không có săn bắt gì được hết. Giờ ông xã Nguyệt thì cũng còn đau lắm mà, tại vì dạng mớp mình bỏ cũng lâu rồi, nó bò tùm lum hết rồi cả nhà. Bằng chân khô thì bằng được. Thì mình phải làm vàng cái. Lội nước thì chừng nào làm mới lội được. Không gài thì việc này làm không được, thì ông xã Nguyệt ở nhà thì cũng có làm giao cho mấy chị trong công ty làm. Thì cũng ở nhà thì cũng làm dao. Như làm cũng giặt trong nhà. Làm việc trên khô. Cái dằn mớp này lúc đầu tèo tính thả xuống mương, mà cái giò của này thả lên bờ luôn. Không thả xuống mương được. Đâu có động mương vậy đó. Anh tính cặm trên clip hả? Cặm trên clip. Mấy cái tre này tèo tiễn mấy cái tre nó che xuống kinh á. Nhiều khi nó ngã, gió nó ngã để cái xuồng ghe chạy không được. Là tiễn nó bỏ. Trời mưa xuống cái bụi tre thấy nó cũng xanh hả anh? Măng nó lên kìa. Bụi tre thường thường mấy tháng này là măng nó lên rồi. Nước lớn hơn nửa kinh nè, có máy chạy cả nhà. Giờ này cũng chưa rồi. Người ta đi cắt cỏ đó. Thì cắt cỏ người ta tranh thủ ta chở về. Đúng không rồi thầy bó lại dắt mãi nha. Cái này chia ra 2 bó. Giá 2 quận anh. Hả? Giá 2 quận. Giá tươi nặng. Giá tươi này cũng nặng lắm cái nhà. Cái nhỏ này được bó. Thả tre này mốt rồi mình phải thả tre tư. Thời gian mới lâu. Giờ bỏ rồi chuẩn bị giác ở nhà, 2 bó nè. Thảo Quy bưng nước ra kìa. Thảo Quy hả? Cái chào mẹ mà. Con đổi hết đi. Con đổi hết đi. Cha khát nước kìa. Lúc này 2 bé nghỉ hè cả nhà. Tuần này được nghỉ hè cả nhà ơi. Chủ nhật thứ 2 thì tổng kết. Chủ nhật cấp 1, cấp 1. Cấp 2, cấp 2. Cấp 2 thứ 7 ngày mai. Mời cả nhà uống nước nha. Hai đứa nghỉ hè thì hai chồng tèo thì rảnh được ít nữa nha. Để đưa rước ngày hai cử á. Cái nó không có bằng được công việc nhiều. Tính ra là 3 cử luôn đó. Thì lúc ba tèo còn sống thì lúc nào hai chồng mần mà không đi rước được á thì nhờ ba thì rước. Có ba phụ. Bây giờ ba mất thì alo tiếng lúc nào rước không được thì ba sẽ đi rước, còn giờ thì lưu bu hơn. Cái hai đứa lớn lớn
lớn chút nữa thì mua chiếc xe đạp cho hai đứa tự đi. Bà dịch của Nguyệt hôm nay cũng lớn lắm rồi cả nhà. Cũng chưa được 2 tháng rưỡi thôi mà nó bự lắm. Giờ đi còn có 1 giờ rưỡi. Còn 1 giờ rưỡi. Bây giờ thì ông xã Nguyệt đem cây ra, ông xã Nguyệt cầm hết trơn rồi cả nhà. Giờ mình gác xong rồi mình kéo lưới lên. Cây nó là xong. Cà này phải đào đất tặng chồng anh ơi. Hả? Cà thấy nó bự rồi nè. Thì làm vàng rồi chứ, rồi tranh thủ tính tới cà. Em ngờ cà dễ lên nha. Cà dễ ương mà. Ừ. Dễ ương nhưng mà khó trồng. Cái dụng đất cho mình nó khó trồng lắm, khó trồng cà chua. Trồng nó hay chết cây đúng không? Nó dễ chết cây. Nó hơi trọng trọng cái nó chết. Đám cỏ của Nguyệt nè. Móc sình lên cái nó tốt không cần phân luôn cả nhà. Cái này là sình mình móc lên mà. Thôi đó. Cái sình với mương phân không? Hết biết là nó xanh 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 như là mình rải phân nhiều vậy đó. Rồi xong cái phần nọc. Ông trời thì cũng mới mưa xong. Mới mưa cho nó ướt lá cây xong rồi ông nghỉ mưa rồi cả nhà. Mưa cho mát thôi à. Mấy cái bụi cỏ còn sót lại quá trời bự luôn anh. Tốt quá trời luôn nè. Cây nào cây nấy thấy thèm. Giống như cây mía vậy. À, cái sình với mương mà mình dục lên là cỏ nó tốt lắm cả nhà. Tại vì cái đất đó mình kiểu mình gãy phân á rồi nó kiểu mưa rồi nó trôi xuống nó nằm ở dưới á. Lộn với sình á, bây giờ cái mình liện lên nó còn phân nó giống á. Bởi vì liện lên cây cỏ nó tốt. Cỏ này thì bò non á, nó mê lắm cả nhà. Nó ăn mình nhìn thấy nó ăn là thấy như là chắc là ngon lắm vậy đó. Nhưng mà tạm thời thì Nguyệt chưa có bắt bò. Đợi ổn định hơn chút nữa. Vậy lại mình muốn bắt bò thì mình phải kiếm giống. Ví dụ như người ta có chỗ nào ta thu mua người ta có, mình lại mình coi xong mình cảm thấy cái bò đó tốt á mình mới mua được. Tại vì mình mua mình nuôi mấy năm lần mình phải chọn lựa một con giống bò nó khỏe mạnh á, với lại giá cả hợp túi tiền mình á, mình thấy nó tốt mà nó rẻ thì mình mới mua. Rẻ mà ngon á. Thì thì vài bữa nữa thì ông xã Nguyệt thì cũng đi dọ kiếm bò mình sẽ nuôi nữa, mình sẽ nuôi đợt 2. Thì bây giờ lo cho mấy cái làm vàng rồi này kia gọi hết. Cái cây này không biết đủ không à? Làm vàng với đào đất trồng cà nữa. Hổm gài thì ông xã Nguyệt cái giò đau á, cho nên không có lội sình nhiều, không có lội sình được. Cái giò đau thì làm trên bờ. Nói chung thì ông xã Nguyệt làm mỗi ngày luôn, không có giờ nào nghỉ hết. Bây giờ thì trời đang chuyển mưa nữa cả nhà ơi. Nước xuống trắng hết trơn kìa. Tối tăm hết rồi. Chắc này mưa lớn anh. Chắc lớn. Tới rồi, rất hột rồi đó. Tính tranh thủ làm riết cho nó rồi. Tính rồi kéo lưới luôn mà kiểu này kéo không được rồi. Nãy giờ thì ông xã Nguyệt kéo. Làm trên, Nguyệt thì mình cỏ. Xong đó cả nhà. Cái sườn này gì là xong rồi, tèo gác cây hết trơn. Cho nó bỡ lưới á. Có trái rồi nó nặng, nó không quằn.
Chắc là trái nhiều lắm đây, tèo tính quá. Nước hả? Nước xuống. Chỉ mưa mà mình dòm cục mây phải không, mà cái chân nó thám màu trắng vậy là nước xuống. Còn nếu đang mà nước xuống, nước nó không xuống là nó trong, nó bay rồi nó trong cái chân trời á. Ừ. Rồi giờ anh cột rồi hết hả? Cột rồi chưa? Cứng. Giờ chỉ thả lưới thôi ba. Đu luôn nè. Đâu có trái mốt nào bằng tèo đâu. Rồi giờ gom đồ chạy em ơi. Chạy trước hả? Chạy đi, mưa tạnh mưa ra chứ giờ em vô không kịp rồi. Không kịp rồi, cái chuyện mưa rồi, bây giờ mình tạm ngưng cả nhà ơi, qua cơn mưa mình làm tiếp. Giờ đi vô. Xã Nguyệt thì đang phân lưới chuẩn bị thả lên. Cái lưới này hổm thả vàng lụa que quấn bây giờ có nổi dân nữa nha. Cái gầu chai nè, cá phi nó phái lắm nè. Trời cũng còn gầm mà mới mưa không anh? Gầm hôm đó. Dạ. Nãy cũng mưa mà mưa cũng được chứ không lớn cả nhà. Chỗ mình thấy bầu trời nó trong rồi đó. Trong rồi chứ không hồ không kéo nha, không kéo mấy nha. Kéo hơi mà. Điện cho cá cô phi nha. Chắc anh lấy cái khúc nguyên anh kéo qua chứ nó gỡ này lâu quá. Rồi cái này đi để vài bữa đi rảnh gặp gỡ nữa thả vàng bầu thả. Ừ. Thả rồi còn dư khúc nguyên nè cả nhà. Để không có cắt ra. Lưới này vậy chứ bền lắm á. Bền, lưới này mình thả là 3 lần là đóng nhầm nữa đâu. Thả 3 đợt vậy đó. Cái vàng này để coi thả làm sao, cái vàng này tèo làm vuông luôn rồi. Thả làm sao cũng được chứ. Bên đây mình thả qua đi, có dư nữa cho nó nằm bên đây nè. Nếu mình cắt cũng dễ nữa. Nếu có dư thì mình cắt ra mình thả vàng đậu gồng. Đậu gồng cái này anh tính không có thả lưới. Dạ hả? Đậu gồng thả lưới nó quấn khó gỡ quá à. Với lại đậu gồng nó bòn quá dài nữa, mình lấy đọt tre không đó. Tre mình đốt. Chà, mấy cái chà. Chà tre á, làm cái vàng cho nó bò. Chà tre. Không mà anh thả lưới đó, bò lên vàng mớp đó. Mình thả lại vàng đũa gỡ lâu quá trời quấn luôn à. Thấy gì nó còn nhiều chứ cần cái là giáp vàng luôn đó nha. Bây giờ thì ông xã Nguyệt đã thả xong rồi nè cả nhà. Cái vàng này là chuyến này là móp bò thoải mái luôn cả nhà. Thì bây giờ thì ông xã Nguyệt gài lấy cái nạn mấy cây tre nè, xuống vậy nè cả nhà, mình cố định mình gài cái lưới nó đừng có văng lên, nó gị cho nó thẳng lưới cả nhà. Gài xung quanh là hết luôn. Chuyện mưa tới quá trời nữa cả nhà. Hồi nãy ông mưa ít chứ ông chuyển đợt này chắc ông làm đám là cả nhà thấy không, đằng trước mặt Nguyệt đó đang thui luôn, dữ lắm nó mưa nè. Tháng này thì vậy đó, ổng mà ổng chuyển mà ổng mưa không được thì ổng cũng bày đám khác. Chỗ này sao gách lỗ bự. Gài đại lên nơi có thời gian hả anh? Không, mình lấy gì mình mới gài được chứ. Em không cột gì em gài nữa, em đâu có
giá lại được. Giờ mưa hồi ào tới. Đang thui rồi, nửa bầu trời luôn. Chạy nữa chứ có gì. Mần đây thì gần nhà cũng đỡ cả nhà. Có mưa chạy vô nhà đục. Chứ hồi xưa tèo tèo chăn trâu á. Bây giờ thời thơ ấu. Chăn trâu trời mưa thì chịu luôn mà chứ đâu có chỗ đâu đục. Ủa ngoài kinh thì cũng có bữa chuối chứ. Bữa chuối gì mưa, bữa chuối gì. Che cà su, đâu có bỏ trâu được đâu. Yeah. Tại vì giữ là cho nó đi ăn trên bờ kinh á. Và hai bên ba bên đúng khía là lúa nó không à. Hồi xưa thì anh hai với tư tèo mê chăn trâu lắm cả nhà ơi. Rồi ngồi trên lưng trâu á thì cầm dây đó rồi nó ăn tới đâu rồi thì ngồi tới đó à. Yeah. Chứ đâu có dám bỏ, cột thì không được. Nhưng mà trâu chắc nó nghe mưa chắc nó phái lắm hả? Má. Mưa là đi ăn dữ lắm. Người ta thì nghe thì gậu chứ trâu nó thích lắm. À hồi xưa cái nhà hồi xưa mưa mỗi lần mưa là sấm sét dữ lắm chứ không phải như giờ đâu. Bây giờ là đỡ rồi đó. Hồi xưa là mưa là ổng làm hì đùng vậy đó. À, ngồi trên lưng trâu lúc nhỏ ngồi sợ chứ chịu luôn chứ sao giờ đâu có đường đâu chạy. Phải chia cái đồng nó trống á, đồng nó bằng lúa trống á thì mình còn cột con trâu mình chạy kiếm chỗ đục được. Chỉ cho ăn theo bờ kinh không à, chỉ còn bờ kinh là không có đồ thôi. Hồi xưa thì người ta không có trồng gãy như bây giờ, cái bờ kinh thì trống lỏng à, đỏ không à. Còn bây giờ bờ kinh cũng không có cho ăn được đâu, bờ kinh ta cũng trồng, ta dọn, ta trồng đồ hết trơn. Giờ ai không trồng đồ thì trồng cỏ cho bò ăn. Xưa giữ trâu, thời của anh giữ trâu gian nan lắm. Dầm mưa gom á, gom mà kêu bằng gom chắc cả nhà biết mà. Gom nó nổi như sảy mình vậy đó. À gom nổi người hả? À, nó nổi như sảy đó, nó nổi một các bạn á, lỡ vỏ vậy đó. Yeah. Tại vì dầm mưa tối ngày, dầm nước, dầm nắng tối ngày luôn. Bởi vì bây giờ tèo nói chung là cái gì tèo cũng có từng trải qua chứ cả nhà. Nên bây giờ mần cảm thấy bình thường. Nó không có cực khổ gì. Bây giờ là nó khỏe hơn xưa nhiều lắm. Hồi xưa dữ lắm. Xưa nó gian nan, nó khổ. Thì coi với hồi ai... xưa cái gì mình cũng làm bằng từ người làm ha. Với là trâu đồ này kia, giờ người ta làm bằng máy chứ nè. Cắt lúa đồ cũng có máy, tới tận ruộng cắt. Cũng có cô chú anh chị nào mà đã từng hồi xưa mà từng ở quê mà làm gãy làm ruộng đó thì chắc cũng biết cái cảnh đó mà. Anh 40 tuổi chắc giữ trâu thời đó chắc đợt anh chắc là nghỉ ha anh. Hả? Chắc thời sau nữa, đợt sau nữa chắc không có đâu. Tới hồi lúc ba bán trâu là người ta có máy bư á, người ta có máy bư rồi, người ta ở đây bây giờ cái vùng khác không có ai trâu nữa. Cái vùng khác còn trâu chứ đặc biệt là chỗ mình giờ không còn trâu nào. Không mà em thấy vùng khác có trâu nhưng mà ta nuôi trâu để ta bán thôi, để thịt thôi. Chứ không phải như xưa mà dùng trâu để cuốc cày đâu. Không, bây giờ cũng còn cái vùng mà ta nuôi trâu để dành ta kéo lúa. Ừ. Kéo lúa. Quá trời luôn cả nhà ơi. Tới rồi mà. Chưa? Hả? Rồi chưa? Rồi mà còn kéo đọt lên, chắc kiểu này chắc giọt nữa quá. Thôi giọt đi mơi ra kéo đọt cũng được. Đọt nó bò. Không rồi cả nhà. Cái vàng này thì mốt bò thoải mái luôn đó. Tại tèo làm lớn rộng. Rồi bây giờ mình vô, mình chảy mưa nữa rồi. Cuốn đồ vô anh đây. Cái vàng mốt này tèo bao là trái mốt là từ 5kg, 5-6kg nha. Đâu có trái mốt nào bự như vậy. Tại tèo đu không nhầm chứ mà. Làm cho nó chắc, nó cố định như cả nhà. Thì cũng như mình làm một lần khó làm chắc gì đi. Rồi thí dụ mốt có tàn á, mình trồng lên đợt khác nó cũng còn cái vàng này mình để gì luôn. Mình không cần dọn. Giờ thì ông bà cô chú xem cái video này thì bấm cho tèo bao nhiêu điểm nha. Bấm cho tèo là cho tèo xin like được à. Một like là 10 điểm hết cả nhà. Like kênh. À, giờ hai chồng mình chạy mưa tiếp. Tới nữa quá trời luôn. Rồi mình đi nơi. Vòng dây là. Làm vàng mốt cũng xong rồi cả nhà. Thì hai chồng về nhà mẹ. Thì gia tèo có đi ra chợ mua ít đồ này về làm cơm chiều á. Có mua được một mớ cá phèn nè cả nhà. Này cá phèn chỉ ha. Cá này thì người ta đi đăng ở sông á, sông lớn á. Cá này ăn ngon lắm. Thì Nguyệt mua mớ này về, Nguyệt sẽ kho sả ớt. Với mua thêm vài con tôm nè. Chút xíu nữa Nguyệt đi hái rau muống. Với mình nấu canh chua mông ngọt á. Chút xíu nữa rồi Nguyệt sẽ
được mua thêm được trái dưa hấu nè cả nhà. Bây giờ mình ốp đây rồi xong rồi cho nó thấm thì hai chồng mình sẽ đi hái đi cắt mung ngọt với hái mớ rau muống về nấu canh chua ăn. Thì mình ốp nè, để nước màu vô. Đây thì có chút xíu muối nha, chút xíu bột ngọt với đường để mình ốp. Mình cho một ít tỏi phi vô cho nó thơm. Cho nước mắm vô. Cho chừng 2 muỗng nước mắm vô. Thì mình cũng đi cắt xả luôn, về rồi mình bầm. Mình bầm hồi nữa cá gần chín mình sẽ bỏ vô. Dạ hai chồng ra bẻ ít rồi rau muống cả nhà, rau muống đồng nè. Quá trời tốt luôn, mưa xuống. Mưa mấy đám mà nó ra đồng. Cái đồi nó non á nha, Tèo cũng mới bẻ nắm xả nữa nè. Vô coi úp cá, kho cá. Rau muống đồng nè, rớt xả. Rau muống đọt đọt này với nấu thôi. Rau muống đồng này thì mình nấu canh là mình xào vậy ăn nó ngọt. Cái đọt hết biết rồi. Nó ngọt lắm nha cả nhà. Rồi rau muống đồng này nó ngọt hơn ngay cũng trắng mình á. Cái mưa hơi nhỏ cái nó bò lên bò luôn. Cả nhà nhìn đó nè, quá trời luôn, nó chen với nhau dài vô đó. Tháng mưa này nó cũng non á. Đằng ở một đám đỏ quá trời luôn kìa. Mà kìa, anh lại nói kìa, quá trời cái đám đỏ luôn. Nằm dưới mưa ở đây không kìa, anh nói kìa thấy không? Ừ. Từ từ đến đó. Dài giờ đằng này quá trời luôn. Ủa chứ. Mưa này nhỏ hai chồng hai bên hái giáp. Hai thọ tay là giáp luôn đó nha. Chua ngon lắm. Rau muống này thì có mấy nó mưa không dài nó mới tốt lại chứ lúc hổm á, lúc hổm nó còi lắm. Trời chiều thôi, tối tại nó cũng mưa. Chỗ này tốt cái nha, nhìn đó nè. Cái chỗ này nó thoáng được, cái đó nó hơi bự nha. Nó kiểu mà nó mới bò tới đây á. Đọt nó mập mà cái giò tèo đau, cái giò tèo không đau thì nhảy xuống cái đám nè. Em bên đó em giới tới không? Bên này em giới được tới đây à? Tay cũng dài quá ha. Để mấy chưa? Em giống giờ tới. Cái mương này cũng muốn nhiều lắm nha cả nhà, nó dài lại tới mã của ba tèo luôn, dài lên kia luôn, đi dài lên này. Đằng này nó cũng nhiều lắm mà nó hơi dày cái đỏ nó hơi nhỏ á, đỏ hơi nhỏ này nó hơi ốm. Cái đỏ ốm này thì mình xào tỏi á nó ngon hơn, còn mình nấu canh chua á mình nấu cái đỏ bự. Cái loại rau muống đồng này thì nó cứng hơn cái rau muống tàu. Rau muống tàu thì nó mềm. Đủ vậy em ơi? Đủ thì mình lại kia mình cắt môn nữa. Nấu cái này thì mình có lột với môn ngọt á. Môn ngọt thì ngon lắm nha cả nhà. Tèo thích ăn môn ngọt hơn là bạc hà. Bạc hà thì mình ăn nó kêu bằng nó hơi tăng cái nút giọng của mình á, nó ngứa vậy đó. Còn thằng môn ngọt là đặc biệt ăn nó không ngứa luôn nha, mà nó ngọt, mình ăn nó ngọt đó. Giờ vô cắt môn rồi nha, môn này là môn ngọt nha. Cái này thì cắt bẹ hai bẹ đủ, hai bẹ là được nồi canh chua. Bẹ hai bẹ anh hả? Bẹ đủ không? Cái bẹ nó bự luôn cái nhà. Nấu lại cũng sọp lại chứ nó xốp lại hơn cái bạc hà. Nhưng mà em với hai đứa nhỏ thì thích ăn môn hơn. Môn nó ngọt. Chúng ta cho một ít dầu vô cái này phi xả lên cho nó thơm nè. Một để cá ớt xong mình để vô mình kho. Ớt nó thấm rồi đó. Lần lắm em món lại cá kho này ha. Rồi xả. Cá kho xả thì các bạn chỉ á. À, cái sông lớn á, ta đi cào mới có cả nhà, chứ trong mương như nó không có vô đâu anh ha. Ừ. Cái loại này cá này ở sông rồi. Để thấm từ từ chút xíu nữa, nó rút hết gia vị thì mình sẽ cho một ít nước. Mình thôi từ từ nó mới ngon. Mình bắt cái chảo lên nè, mình phi tỏi cho nó vàng cho nó thơm nè. Để cái, nó để thơm vô.
phi lên cho nó thơm. Xong mình đổ nước cho. Đổ nước vô xong rồi nêm gia vị vô luôn ha. Rồi cho chút xíu muối nè, với đường. Mình nấu ăn chua để muối với đường ha. Đây là nước chanh ha, mình phải vắt lấy nước rồi nè. Để vô luôn. Rồi, chượng miếng này hồi nó không chua ha, mình hay để kia. Giờ nước đã sôi nè, có giấc bọt rồi ha. Để môn vô trước. Để môn trước, môn nó lâu chín hơn gạo muống. Chút xíu nữa mình để gạo muống vô. Môn thì Nguyệt để trước khoảng 2 phút ha. Bây giờ Nguyệt để gạo muống vô. Gạo muống thì Nguyệt lặt, rửa. Xong Nguyệt bóp cho nó dập nè. Cho nó ra mũ bớt á. Mình rửa thiệt sạch rồi mình để gáo. Mình để canh mình nấu. Bây giờ canh này đã chín rồi nè. Rồi cho vô chút xíu mắm, chút xíu thôi. Đây là ngò gai ha, với hai lát ớt bỏ vô. Bây giờ mình ăn cơm ha. Cá thì Nguyệt kho nó gần cạn, cái Nguyệt để lửa than á cho nó sắc từ từ á, nó ngon cũng được rồi. Ăn cơm ha. Bữa cơm thì gia đình Tèo cũng đã chuẩn bị xong rồi ha, thì ra ngoài cả nhà dùng bữa cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Chào cả nhà. Cả nhà dùng cơm cả nhà ơi. Cơm mời bà nội, cơm mời cha mẹ, mời cô chú ăn cơm. Thì con cũng mời ba về ăn cơm với tụi con. Gắp con bự nhất cho bà nội nè. Ăn đi dữ vậy. Bự nhất để họ nguội ha. Nóng còn đang nóng thôi, bỏ chén ra đi. Để họ nguội nội nè, ăn cá. Gắp cá cho bà nội nữa. Bưng cá phèn chỉ. Thì mời cả nhà nha. Quá trời luôn nè. Các bạn chỉ thôi. Có nói hủ hỉ cả nhà giống thôi buồn lắm. Béo thì như sáo vậy đó. Nói chuyện này chuyện kia. Béo là thường ngày ở nhà cái miệng quá thanh suốt nha. Còn Thảo Quy thì ít nói lắm. Thảo Quy hiền, hiền khô. Các bạn chỉ nói ngon. Cá béo quá ha. Dạ. Cá này ngon nè. Cá này, cá không có thôi. Cá này mình muốn ăn phải đi mua. Tại vì ta đánh bắt sông lớn á. Ta nhầm, có điều kiện ta mới dính. Cá này nhầm tháng á, nó hôi mùi, nó kêu bằng hôi đảng á. Ta nói nước mặn á. À, hôi có nước dương. Nước mặn à. Dư cá này nó hay lội. Nó lội ở nước mặn, lội nước ngọt. Đúng rồi. Rồi mình mua nhầm cá nước mặn là nó bị hôi đảng. Lúc này thì cái giò của Tèo bị vậy đó cả nhà, cho nên không có lội săn bắt. lành thì Tèo sẽ đi săn bắt lại. Nhau chín tới luôn. Cái giò này nó màu đẹp đó cả nhà. Cá ngon lắm. Nó chín ngon. Cái màu giò hấu mà nó đỏ tươi như này nè là nó ngọt. Nó đỏ kiểu mà nó đỏ màu như là màu dâu vậy đó là nó bị chua. Cho con nó mẹ. Con mẹ nó ngon quá. Cách chua môn. Thảo Quy thì thích môn cũng nha cả nhà. Bạc Hà thì Thảo Quy không thích mà môn Thảo Quy thích. Môn dễ trồng. Trồng với mé mương vậy đó là nó nhảy nha. Anh trồng mà anh chồng mày ruộng mấy bụi mấy dịch tàn phá anh chứ cạp của hủ chứ dịch nó ưa dữ lắm, nó dĩa thấu của hủ luôn á. Chú môn môn ngứa ta làm dưa, hồi xưa ta làm dưa ha, mà nghe nói môn này làm dưa được đúng không? Ăn không ngon hả? Môn này không ngon này, ăn nó không dài. Còn cái môn kia ăn nó dài. Mà môn này với môn ngứa nhìn nó giống nhau cả nhà, nhưng mà mình biết cách phân biệt á là mình dòm biết môn ngọt môn ngứa liền.
Môn ngứa nó có màu khác nha. Nó cũng giống hạch luôn. Nhưng mà có một cái là ở trên cái đầu lá, trên cái dù nó trên á, nó có cái đốm đỏ. Còn cái môn ngứa nó là nó không có cái đốm, nó chỉ có trắng trắng à, quần vậy đó. Em nghe kể nhầm người, người ta không biết á. Ta thấy mình à, thấy nhiều người ăn môn, cái ta thấy môn ta cũng cắt về nấu ăn chua. Tại ngày môn ngứa vậy ăn cái là chết luôn. Ngứa dữ lắm. Môn này nhỏ bạn em trong ty là nó nấu cháo môn được luôn. Dạ yeah, nấu cháo à. Nấu cháo. Nhưng mà người dân tộc nha. Ta nấu cháo ăn. Nấu bữa nào lắm. Bữa nào mà nấu cháo thử coi. Nấu cháo mà nấu cháo gì? Nấu cháo cá hay là nấu cháo? Chắc nấu cháo cá mà. Yeah. Rồi xong ta sắc môn ta bỏ vô. Sắc nhỏ 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 vậy ha, để vô ha. Nó nói ăn ngon dữ lắm. Mà mình em thì nào giờ ăn canh chua không à. Với môn này xào được không cả nhà. Nó bò vô. Cá này thịt mềm á, béo. Ăn thơm. Cá mà kho là xả nè, nó hóng không. Nhiều à, tèo thả dằn bớt. Gắn cho nó rồi luôn á nha, mà rồi không nổi. Cuối cùng mơi cũng ra để kéo đọt lên. Không mưa hai trận là mấy trận phải không? Không mưa là tại vừa sớm chỉ mưa đen thôi chứ nhà bạn thai cũng không ra nhà có thể của mình hơn mà nội cũng chết luôn làm biết chạy vô biết tại vì cái mớp nó quấn như dưới quá trời giờ phải quá làm vàng. Vàng giờ nó có bông gió luôn mà phải đi làm vàng cho nó mới được. Đúng đó là mình thả vàng cỡ tuần lễ. Cỡ này lên vàng nè chứ. Cỡ này lên vàng á, nó có vàng lên. Cỡ chớ bỏ dưới đi. Lên sớm nó không bò quanh dữ lắm á. Giờ nó có bông gió rồi đó. Bông gió nó lên vàng nó là ra trái luôn á. Bầu dưới nước nè, đừng cho lên vàng sớm. Vàng sớm nó không được. Thấy để được đó, thì con mới để. Mình cho nó quấn dưới vài vòng ở dưới á, cho nó bắt rễ phụ kim. Rồi xong nó cho lên vàng. Nó quấn dài vòng rồi nó ra rễ nó dưới rễ phụ ha. Ra rễ phụ nó bám vô đất dưới. Cái loại mốt hương đó nha. Mốt hương thì nó bò dài lắm nó mới có trái, còn cái giống ốp như nó mốt chợ bây giờ kêu bằng mốt thái gì đó. Là nó lên vàng là nó ra trái à. Mà cái giống mốt bây giờ ăn không ngon, nó không thơm. Hút nó ăn chua. Để lạnh ăn chua mắm. Giờ có cái giấm mốc thơm là trong nhà bắt chín. Cái giấm mốc của con là mốc hương đó. Mốc không chậm á. Không chậm gì rồi lấy hộp lại. Mốc chợ trái cục cục không? Trái cục mà mình ăn cái thịt nó dày đó. Bầu cũng gì nữa. Mà nấu ra nó không có thơm. Bầu giờ nó bán trái rồi nấu một nồi canh vậy vừa. Kêu bằng bột thái á. Chứ giờ thị trường tôi chợ ua chuộng tại vì trái nó vừa nấu bữa ăn. Cho nên bán được cho nên ta trồng cái đó hơi nhiều. Chỉ có ở vườn mình mới ăn cái lò bầu sao hồi xưa á. Còn bầu sao mình thì nấu cái trái đâu hết. Trái mình nấu hai đợt. Ăn ít ngon ha.
gió lắm. Tính ra cũng xa, mình băng qua bển cây số á, cái sông bị ngang cái gió nó đập sóng nghe ghê lắm. Đi mà gặp chuyển mưa rồi khỏi về đó, sóng kẹt lắm. Không, nhưng mà cái tháng này đi không sợ, tại gió nam, gió nam là bên đây nó thổi ngang bển, mình về là không sao chứ, trẻ sóng về được, sợ gió nồm á. Bữa cơm thì gia đình Tèo cũng đã ăn xong rồi. Tèo cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của gia chồng Tèo nha. Giờ Tèo chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào ông cô chú.